Đấy, mến chào anh em và bà con cô bác ha. Nhân dịp buổi sáng thì kính chúc quý bà con ngày mới thật là nhiều tốt lành và may mắn. Số là hôm nay bên em mới vừa về được thêm một con 3T75, như coi như cặp á, 3T75 hết nha, đời phát điện. Thì máy thì nói chung con nào cũng đẹp hết trơn á bà con ơi, nhưng mà máy thì nó tùy thuộc vô dàn lông đẹp hay xấu thôi ha. Nhưng mà dàn hơi cốt trong thì em bao hết bao cho quý bà con, dàn hơi dàn cốt. Máy này thì em có quay ngày hôm trước rồi, bây giờ qua tới quay em này ha, con này về sau. Dĩ nhiên là con này thì nó dàn lông thì nó chắc hơn ha, chắc như nước cắt luôn. Còn mấy đường gon này thì mấy gon này là con bên Nhật làm ha, cái về đây không làm ha, cái nào nó gõ quý anh em. Còn tin hay không thì anh em thôi ha. Ở đây em thì nói chung không làm, không sơn, không sửa ha, giữ nguyên vậy đó. Quý anh em nào có nhu cầu xài thì alo liên hệ em. Thì nói chung máy móc thì nó thì thuộc vô dàn hơi trong thôi. Nếu mà được dàn lông ngoại đẹp thì nó quá là ok, nhưng mà ăn thua là dàn trong thôi, hơi cốt ngon lành. Còn dàn lông này quý anh em về á, chỉ cần tốn chừng 100-200 ngàn như nước sơn gì đó không biết, xịt lên chút xíu là nó đẹp lại à. Nhưng mà dàn ngoài đẹp mà dàn trong thì nó không có chất lượng như không ha bà con. Thì anh em nói sơ lược gì nó ha, thì này là 3T75 heo này, em này mới về. Thì nói chung em này thì quá xuất sắc rồi. Thì con này mới vừa cắt trong thùng phát điện ra là em hút liền luôn, không có để vừa bãi mà ngày nào hết, mới vừa móc ra là em lấy liền luôn. Thì lông lá nó thì đẹp khỏi bàn cãi luôn, máy này nó quá đẹp xuất sắc luôn á. Này em chưa rửa sạch ha, tại vì một số quý anh em thì yêu cầu để nguyên cho anh em coi, một số thì để rửa sạch ra. Thì thôi không biết nghe lại ai, bây giờ em rửa ra một mớ cũng mớ để dành cô chơi ha. Đây dàn ốc chắc điện nào đầy đủ hết trơn nha, quá xịn sò luôn. Này dàn ốc nền thì quá trời đẹp, quá xuất sắc. Tại nó chơi anh em thôi, chứ tại vì em làm ba cái dàn cầu cái mép bén mới bị tay nên không có rửa được ha, chứ không phải là tại làm miếng rửa. Đây nước tay cũng hơi sâu sâu quá ha. Mấy cái chỗ này nè em không rửa được, sạch áp suất vô thì nước sơn nào chịu nổi. 3T75 đời phát điện, coi thông số đó nha bà con. 3T75 27 ngựa tua 3600. Đây coi heo bán nè, đây em đứt tay không có rửa sạch được trong đây nữa, chứ con này rửa ra mới dữ trời mới lắm. Máy này xuất sắc luôn á bà con, nó kéo gà tới đâu là nó sạch tới đó. Con này là tại nó dơ thôi chứ em không có lau được, cho con này là nước sơn nữa không đó, kéo tới đâu sạch tới đó. À, bà con thấy chưa, tắt điện còn mấy ton luôn. Quay gì mà ăn khói đó nha, đó đỉnh chưa, quá đỉnh luôn nha. Máy này thì còn là phí đầu ga nữa để phát điện. 3T75 máy này em mới có lấy về thôi chứ chưa có rửa gì nhiều nha, tại vì tay em đứt em lau xuống chỗ nào dễ nè, thấy chưa, thấy nó còn ra xịn ra dơ nè. Rồi 3T75 con này thì quá đẹp, quá xuất sắc. Đây ốc khối mà nó còn lung linh len gan cây xà beng ở này đó, bà con thấy chưa, nó còn đen thui quá khứ. Vậy là xuất sắc nha, trên gà xuất sắc luôn đó bà con.
Sao này thì mới thì hỏi bạn gái rồi, tại vì nè trong đường kính mà đó, chút lắp ráp nè. À, xin lỗi anh em nè, lắp ráp ghế cũng khói mà chưa nướng nổ luôn nha. Máy này thì quá đỉnh rồi, với anh em nào thích lông đẹp thì hốt con này là ngay bài luôn đó nha. Thì lông đẹp thì giá hơi hơi cao hơn cái máy lông xấu xíu nha. Mở ra cho quý anh em coi, trắng bông luôn. Không thể nào là tả được luôn ha. Đây. Nói chung là máy này còn xuất sắc lắm đó bà con. Nàng nghĩa địa thì nói chung là được gì là đỉnh lắm rồi, chứ mình cũng không đòi hỏi gì được nhiều hơn nữa. Đây phát điện, đây đây nó chạy ít ít giờ lắm, chỉ vài giờ à. Đây em được 2 con. Con này thì cũng mới cắt ra mà để dự bãi cũng được đâu cũng mấy ngày gì đó, nó hơi bị bong vì mày mắc mưa quá, mấy bữa bão mưa quá nó bị bong ra. Còn cái con này thì dàn lông nó quá xuất sắc rồi. 2 con này chênh lịch nó giá nhau hay chứ không phải là đồng giá rồi con. Rồi cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Mọi cần nhu cầu sử dụng có alo liên hệ em là xưởng tiện Khánh Xuyên 0918 78 2120. Rồi xin cảm ơn các bà con rất là nhiều ạ.